Rồi ngày 4 tháng 10 nha anh chị. À, thứ tư ngày 4 tháng 10. Rồi thì tiếp tục là em sẽ lên sóng cho anh chị là mình xem. Anh chị nào ở khu vực em ở thì tới mình mua con số nào ý mình lấy nha anh chị. Khánh Hòa ngày 4 tháng 10 thứ tư 2023 27 63 90 Khánh Hòa nha anh chị. 217635 298417 990048 rồi 260272 705085 731802 242759 794967 đó, còn hai cái sắp này 40 tài là Đà Nẵng nha anh chị. 000487 096666 9 đó anh chị, đây là Đà Nẵng nha anh chị. Đó thứ tư ngày 10 để ra coi thử cái màu hay sao đó anh chị. Thì hôm nay để em coi thử 90 tài đó, 1 2 3 4 bón một sắp nha anh chị, bón một sắp rồi, một số rồi đó. Nhưng mà cái máy tài này cũng bón một thứ khoảng tài đó, còn hai sắp Đà Nẵng 40 tài chưa có ai mua nè nha anh chị. Đó thì anh chị nào muốn mua thì cái bọn Zalo với em thì em giữ số cho anh chị đó. Anh chị lấy số trước giờ, số 5:20 còn tốt đó. Ngân hàng Agribank 451-220-527-3226 Vi Ngọc Tài 0968-6747-712 nha anh chị. Số điện thoại Zalo kết bạn với em nha anh chị, lấy số sớm trước giờ 5:20 trước giờ 5 giờ còn tốt nha anh chị. Hàng ngày còn tốt nha anh chị. Anh chị nào mua thì ở khu vực của em ở thì lấy sớm. Còn anh chị ở xa thì đó là em cũng không khuyến khích, nhưng mà anh chị nào muốn mua thì em cũng lấy cái uy tín của mình để giữ số cho anh chị, còn mình không thì anh chị xem cho vui rồi vậy thôi. Còn anh chị ở khu vực này thì cứ điện cho em giữ số rồi tao lái nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha đã xem video của em. Chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài đó, chiều ngày 4 tháng 10 2023 nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha. Đó thì em bán kinh doanh nhỏ lẻ ngoài vỉa hè lề đường đó, bán giấy số miền Trung. Mong anh chị cô bác mình đó muốn kinh doanh nhỏ lẻ đó thì anh chị hãy bón cho vui, mở bón cho đông cho vui đó, để mình có cái kiếm cái sự may mắn cho nhiều người cũng như cho mình nha anh chị. Đó, nhiều khi ta trúng tôi cũng cho nha anh chị, mấy bữa ta trúng tôi cũng cho em. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha đã xem video của em.